Ổ đen này có tên gọi là DJ Royal Singer 2-in-1 New. Đèn được kết hợp giữa đèn LED quét tia 7 màu và đèn laser. Nó phù hợp cho mọi người mua trang trí cho những không gian sôi động như phòng karaoke, phòng bay, phòng nghe nhạc hoặc là trang trí ở những buổi tiệc party. Đèn có chế độ cảm ứng theo nhạc và chạy auto tự động. Nó có thể sử dụng tốt cho không gian từ 15 cho đến 40 mét vuông. Những cái luồng tia đèn LED có thể đi xa hơn 20 mét. Mình đang quay về giới thiệu đèn thực tế tại showroom của công ty BH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Bose L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.